Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Phẫn nộ, lái xe Lexus gây tai nạn khiến nữ công an tử vong đúng sinh nhật. Thanh niên có nồng độ cồn lên đến 0,593mg trên lít. Khí thở, điều khiển xe ô tô Lexus đâm nữ công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, tử nạn khiến dân tình phẫn nộ. Tài xế xe Lexus có nồng độ 0,593mg trên lít khí thở. Vào 0 giờ ngày 19 tháng 8, những người đang dọn dẹp hàng quán ở đường Tam Bạc, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng giật mình khi thấy chiếc xe sang Lexus phóng vụt qua. Chỉ vài giây sau là một tiếng va chạm lớn. Chạy ra xem, người dân thấy chiếc xe Lexus bốc khói nằm giữa đường với phần đầu đã lắp bét. Cách đó, ba chiếc xe ô tô khác bị biến dạng, các mảnh vỡ tung tóe. Kinh hoàng hơn, các nhân chứng phát hiện một phụ nữ trẻ nằm bất động trên đường với các vết thương rất nặng. Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Người lái xe Lexus lập tức bị người dân đưa ra khỏi xe trong sự phẫn nộ. Một số người định lao vào đánh lái xe nhưng đã được can ngăn. Trong xe Lexus, một nam thanh niên khác bị gãy chân, người đầy máu. Theo điều tra của ban đầu của công an thành phố Hải Phòng, người lái xe Lexus là Phạm Quang Linh, 22 tuổi, ngụ ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, đang là sinh viên một trường đại học tại thủ đô Hà Nội. Công an quận Hồng Bàng đã xét nghiệm nhanh ma túy và nồng độ cồn đối với lái xe Phạm Quang Linh. Kết quả, Linh có nồng độ 0,593mg trên lít khí thở, âm tính với ma túy. Chiếc xe Lexus Linh điều khiển đã chạy với tốc độ cao và va chạm liên hoàn với ba ô tô khác và gây tai nạn chết người. Theo thông tin từ trung tâm đăng kiểm tại Hải Phòng, chiếc xe Lexus do Phạm Quang Linh điều khiển gây tai nạn được sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Chủ sở hữu chiếc xe này là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thảo Hiền ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Được biết, phố Tam Bạc từ khi được cải tạo có rất nhiều hàng quán được mở và thu hút nhiều người đến vui chơi vào mỗi buổi tối. Phố này đã được quy hoạch thành phố đi bộ nhưng chưa triển khai. Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết vụ việc xảy ra lúc đêm khuya nên ít thương vong, nếu sớm hơn thì hậu quả sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Nữ công an xinh đẹp ra đi để lại hai con nhỏ. Theo tìm hiểu của báo chí, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này là chị Nguyễn Thị Thảo, 30 tuổi, ngụ ở đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, cán bộ công an phường Minh Khai, cấp hàm thượng úy. Chị Thảo là người xinh đẹp, giỏi giang và được bạn bè quý mến. Xót xa hơn, chị Thảo ra đi vào đúng ngày sinh và cũng là ngày kỷ niệm thành lập lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8. Chị Thảo từng công tác tại công an quận Hồng Bàng và mới chuyển công tác về công an phường Minh Khai. Một người bạn của chị Thảo chia sẻ, bố chị Thảo cũng mới mất vì tai nạn giao thông. Chị Thảo ra đi để lại hai con còn rất nhỏ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.